Chào các bạn. Hôm nay mình làm cái video này nhằm để chia sẻ đến các bạn những cái cách mà chiên cái bánh tôm. Thì đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị là cái chảo, bỏ vào bên trong đó là một ít dầu ăn, và sau đó các bạn sẽ bật bếp ga lên vừa đủ để cho cái chảo có chứa dầu ăn trong đó nóng lên và ở nhiệt độ vừa phải thôi. Và chúng ta nhìn thấy ở bên trong nó sôi lên hơi hơi, ở lên tim hơi hơi á, thì các bạn biết á, đó là nó cái chảo dầu á nó đã nóng rồi. Sau đó chúng ta sẽ dặn cái lửa nhỏ lại và để một chút xíu cho nó nhiệt độ á, nó vừa phải. Và tiếp tục á, ta lấy một miếng bánh tôm và ta bỏ vào bên trong cái chảo đó, và chúng ta đợi tầm có khoảng là 2-3 phút thì cái bánh tôm này á, nó sẽ phồng lên ở dưới nhiệt độ vừa phải, và tránh ở cái nhiệt độ cao quá, vì các bạn để ở nhiệt độ cao quá thì cái bánh tôm này á, dễ bị khét đó. Vì vậy các bạn phải để ở nhiệt độ vừa phải thôi, và sau đó các bạn để có khoảng 2-3 phút gì đó, các bạn trở qua trở lại đó, rồi thấy nó phồng lên hết và thấy cái màu nó hơi cái màu vàng, hơi màu vàng là tương đối là cái bánh tôm á đã chín, còn màu màu vàng sậm luôn á là nó đã khét rồi đó. Vì vậy làm cái chiên cái bánh tôm này á, các bạn phải là canh á ở nhiệt độ là lửa hơi thôi nha. Thì sau đây là những cái phần cái thao tác mà mình chiên cái bánh tôm như thế này. Thì video này các bạn hãy theo dõi, và nếu như các bạn thấy hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem, để biết thêm một cái cách để chiên một cái bánh tôm như thế này ở gia đình mình ăn cho ngon và bổ ích nha. Thân ái chào các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo mình sẽ làm.